một ngày thật đặc biệt nên mình sẽ chọn một chiếc váy rất đẹp và rồi mình sẽ tiến thẳng qua shop mỹ phẩm của anh Min. ở đây ngoài những món không có thì mỹ phẩm gì cũng có hết trơn á. quan trọng là giá rất là ổn áp. đèn tin đây chính là anh của Min nè. anh ơi, trang điểm cho em cái tông nhìn nó thùy mị nết na xinh xắn kiêu xa lộng lẫy nhưng quan trọng là nhìn như không trang điểm nha anh. đó sau khi mình đã quánh kem lót giọng kem nền giờ thì tán xương xương phấn phủ bởi có anh bán mỹ phẩm mà còn biết trang điểm thích ghê luôn lúc này là đang vẽ chân mày con gái tụi mình mà không có chân mày á là nhìn su cà na lắm nho rồi tiếp theo là thêm má hồng xinh xinh rồi, rồi đã tới bước quan trọng ông bà ta ngày xưa có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì đó có hớp hồn được trai đẹp hay không là ở bước này nha và sau khi đã quánh màu mắt xong thì bây giờ mình sẽ vẽ eyeliner xương xương cho đôi mắt nhìn thiệt là quyến rũ còn nếu mà muốn nhìn đôi mắt long lanh xinh sáng hơn á thì mình sẽ quấn thêm một ít phấn nhũ ok và cuối cùng mình chỉ cần quánh thêm một tông son nhẹ nhàng cùng với lớp son bóng nữa là xong và đây chính là thành quả cảm ơn anh của em đã tài trợ cho em gương mặt xinh đẹp này nha bây giờ thì đi thôi ủa xí mà mình đi đâu mà lồng lộn dữ vậy ta à. ha. thì ra là đi ngân hàng mb Banh chi nhánh quận 10 không phải đi rút tiền cũng không phải chuyển khoản mà ra đây để làm thẻ ngân hàng số đẹp cho ôi sau 32 năm cuộc đời cuối cùng min cũng đã có thẻ ngân hàng